Xin chào các bạn. Trong cái nội dung video này mình chia sẻ với các bạn là khi các bạn bật máy in lên ấy, thì máy in sẽ báo lỗi. Tình trạng đó chính là nhảy giấy các bạn ạ. Ví dụ như bây giờ mình có nghĩa là đá giấy luôn ấy. Ví dụ như mình cho một cái tờ giấy vào chẳng hạn. Đúng ạ. Mình cho tờ giấy vào này. Sau đó mình thứ nhất là mình bật máy lên hoặc là mình đóng công tắc tổ cửa như này các bạn này. Phải chú ý này. Thì xuất hiện tình trạng giấy của nó tự dưng nó bị đá luôn các bạn. Có nghĩa là nó sẽ đá giấy tự động luôn. Và nhiều lúc các bạn không cần chưa cần lệnh in đấy. Ví dụ như trong trường hợp này mình sẽ thử lệnh in các bạn nhé. Và xem cái giấy của xem cái máy báo đá giấy như nào các bạn. Ví dụ như ở đây chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ xuất một lệnh in cho các bạn xem này. Đấy, mình sẽ xuất một lệnh in các bạn nhé. Đây, các bạn thấy chưa? Máy vẫn in ra bình thường. Nhưng mà khi mà cái lệnh in ấy, khi mà lệnh in một bản ấy, ví dụ như một bản khi mà đá giấy xong ấy, mình chỉ cần mình lệnh in một bản các bạn nhé. Đây này. Các bạn nghe tiếng đá máy này. Tạch. Đấy, bây giờ vẫn tiếp tục đá, quả đào vẫn tiếp tục đá các bạn nhá. Khi mà giấy, khi mà máy đã nhận và cắt được cái giấy này lên ấy, nhưng mà quả đào nó vẫn cứ đá giấy. Nếu các bạn cho vào nhiều tờ giấy ấy, thì sẽ bị kẹt luôn. Được chưa ạ? Phải không ạ? Đấy, ví dụ như các bạn nghe này. Các bạn nghe lại nhá. Đây. Đấy, các bạn nghe này, tạch. Ra tạch như này quả đào nó sẽ đã dừng rồi phải không ạ? Nhưng mà bây giờ quả đào cứ đá cục cục các bạn thấy chưa? Các bạn thử nghe lại nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn xem so sánh giữa cái khi mà mình sửa xong cái lỗi này, ví dụ như bây giờ các bạn. Được chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành sửa cái lỗi cọc này như thế nào. Như thế nào này các bạn. Đầu tiên là các bạn sẽ rút hết cái dây ra các bạn. Đây, bạn xem này. Đấy, rút hết tất cả cái dây ra các bạn. Sau đó các bạn sẽ xem chú ý ở phần phía dưới. Ở đây là do cái rose cảm biến giấy ấy, tách giấy ấy các bạn. Ở dòng Calon 2009 các bạn nhá. Thì để tháo đơn giản là nhanh nhất ấy, thì các bạn tháo hai cái ốc ở đằng sau này này. Ở đây là không có tem các bạn nhá. Đây. Không có tem. Thì mình sẽ tháo hai cái ốc này ra. Để tháo nhanh nhất thì các bạn chỉ cần tháo cái hai cái bảng này ra thì các bạn sẽ tháo được luôn. Các bạn nhá, không cần phải lăn tăn là các bạn thấy tháo gì nhiều nữa. Được chưa? Tháo hai cái ốc ở đây này. Đấy. Cái trường hợp mà bị rơ re, có nghĩa là kiểu bị rơ re nam châm này nó bị bẩn quá hay là như nào đó lâu ấy, thì khả năng mà khi mà cái nam châm điện này ấy, rơ re là nó bản chất là nó có một nam châm điện mà khi mà nó chạy xong ấy, có nghĩa là khi mà nó đá xong ấy thì cái nam châm đó nó bị dính lại, được chưa? Phải không ạ? Thì nó sẽ sinh ra bản như vậy. Thì cái nam châm điện này bị lối hoặc là bị dính lại như này ấy, thì nhiều trường hợp cũng sinh ra bản in trắng tinh các bạn nhá, do gắp giấy trước khi mà hộp quang đánh tia laser xuống hộp mực các bạn. Đấy, nhiều lúc các bạn cũng sẽ dẫn đến tình trạng sinh bản in trắng tinh các bạn nhá. Đấy, sinh ra bản in trắng tinh hoặc là bị kẹt giấy trong quá trình mà các bạn chạy, ví dụ như tờ giấy thứ nhất chưa ra xong, tờ giấy tiếp theo nó đã lên rồi chẳng hạn. Đấy, thì nó cũng sinh ra kẹt giấy. Đấy, ví dụ như ở đây có một cái rơ re này. Đấy, đá giấy này. Các bạn xem ở đây này. Thì các bạn có thể sử dụng tô vít để vặn. Hoặc là các bạn có thể thấy này. Các bạn vặn ở phía bên trên này này. Đấy, phía bên trên này các bạn bỏ cái móc này ra. Thì các bạn có thể thấy là sẽ ra được cái đấy này. Cái nắp ở bên
bên cái cổng in ấy, được chưa? Hay là người ta gọi là card formatter đấy. Đấy thì các bạn đẩy cái này ra này. Thì các bạn thấy là nó sẽ ra một một góc như này. Đấy. Thì cái này nó sẽ ra được luôn. Đây các bạn thấy chưa? Đó. Đẩy nhẹ thì nó cái này bên này bên cọc bên này nó sẽ ra luôn. Đấy, thấy chưa? Đó, nó đã ra rồi. Đấy. Nó chỉ ra một bên như này thôi. Thì các bạn khi bạn tháo, các bạn sửa cái lô re này, các bạn chỉ mục đích của đây là mình sẽ để cái tô vít này vào bên trong này nó dễ hơn. Đó. Đây bây giờ mình sẽ vặn ra để cho các bạn co xem này. Đấy. Đó, mình sẽ vặn ra. Đấy, bạn thấy chưa? Khá đơn giản. Ở đây có một cái con ốc to to các bạn. Đấy, ở đây đã. Sau đó các bạn sẽ rút ra. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Căn bản là cái rose này này, cái con gọi là cái nam châm điện đây. Ở bên trong này có nam châm điện các bạn nhá. Ở đây là có một cái nam châm, gọi là cái nam châm điện đây. Đó, khi mà có điện chạy qua thì nó sẽ hút dính như này. Và khi mở như này thì nó sẽ đóng quả đào các bạn nhé. Còn hiểu nguyên tắc của cái con rose này chưa? Có nghĩa là khi có điện vào thì nó sẽ hút vào nhau. Đúng giờ hút cái lấy này vào nhau. Đấy, mà khi mà điều khiển đấy, điều khiển khi mà con main board, có nghĩa là vi xử lý điều khiển chẳng hạn. Điều xử khiển con này sẽ nhả điện. Không có điện rồi thì con này lập tức là nó sẽ trở thành nó không nam châm luôn. Vâng ạ. Thì cái này nó sẽ bật ra như này, nó để kìm vào cái rấy của cái bánh răng ấy, để dừng cái quả đào, khiến cho cái quả đào không gắp. Đấy, đây là cái nguyên lý hoạt động của cái này, khiến cho cái quả đào nó không gắp giấy nữa. Nhưng mà vì một lý do nào đó cái này nó cứ hút như thế này mãi. Được chưa? Khiến cho cái quả đào nó lúc nào nó cũng đã giấy, kể cả khi các bạn bật máy in, phải không ạ? Hoặc là các bạn lệnh máy in một lệnh thôi, nhưng mà lẽ ra một lệnh nó chỉ đá một lần thôi. Nhưng mà tự dưng khi mà nó đá được giấy rồi, lẽ ra nó đã được giấy rồi thì cái con Loe này nó phải xả ra. Nhưng mà vì nó lệnh rồi, nhả rồi, nhưng mà cái con này nó cứ bị dính như này. Các bạn thấy chưa, nó bị dính này. Đấy, nó bị dính này. Đấy. Đấy, nó dính khoảng mấy giây nó mới bật ra thì nó đã đá mấy cái mấy tờ giấy vào luôn rồi. Phải ạ, đây này, điều lúc như vậy. Đó. Nhiều lúc nó dính nó sẽ không ra được, nhưng mà nhiều lúc nó dính mấy giây nó mới ra được. Đó, mấy giây thì đã kéo giấy rồi phải không ạ? Cho nên là nhiều lúc các bạn đã thấy là sẽ sinh ra tình trạng là bị kéo giấy như vậy. Đấy, qua quá trình này các bạn vệ sinh cái này đi. Sau đó các bạn có thể dán keo, dán điếc vào trong cái này một tí. Được chưa? Đấy. Ở đằng trong này. Đấy. Trong trường hợp này mình sẽ sử dụng cái băng dính các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng cái băng dính. Đấy. Lối cái này ấy thì sẽ sinh ra bản in như lúc nãy mình sẽ sinh ra thì hiện tượng kẹt giấy là nhiều. Và thứ hai cũng sinh ra bản in cũng chứ các bạn nhé. Do nhiều lúc ấy, do trường hợp các bạn giấy nó chạy trước. Được chưa? Chạy trước khi mà đấy ấy. Đó, nó cũng sẽ sinh ra bản in có nghĩa là chạy trước khi mà hộp quang đấy đấy. Đánh tia laser các kiểu. Cho nên là nhiều lúc các bạn thấy là lối cái này cũng sinh ra bản in trắng tinh các bạn nhé. Đấy. Có nghĩa là bản in không có chứ đấy. Đó. Nhưng mà đa số mình thấy là phần nhiều là do phần kẹt giấy là nhiều. Các bạn. Đấy. Sau đó phần kẹt giấy là nhiều. Đấy, bình thường ở đây là sẽ có một cái tấm bông, nhưng mà mình không cho bông vào, mình có thể xử lý như này được. Đấy. Đó, bạn thấy chưa? Các bạn dán vào đây này. Đấy. Đấy. Như này là chúng ta đã có được một cái đấy. Cái này nó bằng dính này nó không được chắc cho mấy. Rồi. Đấy, như thế này thì bây giờ các bạn thấy là cái rose này nó không như lúc nãy rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn vào thôi. Được chưa? Đó.
mình sẽ tiến hành là gắn cái rôle này vào và cái keo cảm biến giấy đấy. Đó. Bây giờ mình sẽ đổi lại. Lỗi này xảy ra nhiều nhất đó chính là nhiều bạn ấy chỉ dám cho vào một tờ giấy thôi các bạn. Đấy, cho vào một tờ giấy thôi chứ không dám cho vào nhiều tờ giấy, cho nhiều tờ giấy vào sợ kéo nhiều các bạn. Đấy, sợ kéo nhiều sẽ dẫn đến tình trạng là bị kẹt giấy luôn và máy sẽ tiến hành báo lỗi là paper jam đấy. Đó, paper jam. Đấy, đây là cái nguyên lý hoạt động của cái con cảm biến này các bạn. Đó. Đấy. Xong các bạn nhá. Bây giờ cắm thử. Đấy. Cắm thử, bây giờ mình sẽ lệnh thử cho các bạn nhé. Lệnh in thử cho các bạn để các bạn xem này. Các bạn nghe nhé, các bạn nghe. Đấy, các bạn thấy là cái máy in của chúng ta đã xử lý xong cái lỗi tình trạng bị đá cọc kia chưa các bạn? Khi mà chạy xong một tờ giấy các bạn còn thấy cái quả đào của nó đá như là lúc nãy cái video cái đoạn đầu tiên mình test in ra thử ấy. Đấy, nó tạch một cái là nó xong là nó đá được giấy ấy, là nó sẽ không cọc nữa. Ví dụ như trong trường hợp nó không đá được giấy các bạn nhá. Ví dụ như trong trường hợp không đá được giấy các bạn xem này. Các bạn thấy chưa? Cạch này là hiện tượng là nó đá giấy vào các bạn nhá. Do cái cảm biến sensor chưa nhận dạng ra được giấy lên các bạn nhá. Chưa nhận dạng ra được lấy lên thì tín hiệu điện vẫn báo về cái đá giấy, cũng là rơ re đá giấy, cũng như là cái quả đào có thứ ấy, thì dẫn đến tình trạng là tiếp tục đá giấy để kéo giấy lên, được chưa? Đó, nhưng mà khi mà sinh ra hiện tượng bị lối ấy, có nghĩa là cái rơ re khi mà nhả ra rơ re vẫn bị dính vào nhau ấy, thì sẽ sinh ra tình trạng có nghĩa là cứ đá giấy cọc liên tục các bạn, và dẫn đến tình trạng là bị kéo lên các bạn nhé. Đấy, bị kéo lên. Đó, các bạn cần phải lưu ý cho mình cái vấn đề này các bạn nhé. Đó. Khi mà chạy xong ấy, nó chỉ cạch một cái, sau đó nó im lìm luôn, nó không có hiện tượng mà nó vừa chạy ra, vừa chạy vừa đá nữa. Mà nó chỉ đá một lần và nó lấy giấy thành công, và sensor cảm biến ở xương sống ở đằng sau ấy, nó nhận diện ra được à có kéo giấy lên rồi. Thì máy in ấy sẽ không báo hiện tượng là đá giấy như vậy nữa. Nếu mà đá giấy như vậy thì có nghĩa là ở trên hệ thống ấy thì bảo cấp điện cho cái, có nghĩa là nhả điện ở bên bên rôle rồi phải không ạ? Có nghĩa là bên cái cảm biến đấy. Nhưng mà cái cảm biến đấy nó bị dính vào nhau chẳng hạn, bị vào vấn đề gì đó à, đó. Khi mà áp dụng xong như này thì các bạn sẽ tháo ra, bạn đốc lại. Đấy, vặn ốc lại thì các bạn sẽ chỉ việc là vặn như là trong trường hợp này, ví dụ như ở đây chẳng hạn. Các bạn lắp hai cái nắp ở đằng sau này. Nhưng mà trước khi mà các bạn lắp cái nắp ở đằng sau ấy, có nghĩa là lắp ở cái nắp lứa ấy, ở nắp ở trên cũng thế thôi. Thì các bạn lưu ý là lắp cái nắp ở phía dưới này trước các bạn nhá. Đấy, bởi vì cái nắp trắng này khi bạn ốp vào ấy, thì các bạn sẽ khít được cái nắp ở phía dưới các bạn nhá. Hoặc là các bạn có thể bẻ như này nó không để gãy được, bẻ cong như này nó cho vào này, hoặc là các bạn đây các bạn cho kiểu này vào cũng được, cho phía trước vào trước này, đấy cho phía trước vào trước đó, đấy sau đó bẻ cong này đó. Các bạn xem đấy, sau đó bẻ cong một tí. Bình thường ấy, mình thấy là sẽ cho cái nắp trắng vào trước được chưa?
hai cái nắp trắng ở đây. Đó, hai cái nắp trắng này vào trước này. Đấy, bạn thấy chưa? Sau đó mình sẽ dùng cái ốc, hai cái ốc dài. Hai cái ốc dài này chúng ta sẽ vặn vào. Đấy, thấy chưa? Đó, vặn hai cái ốc dài này. Thế là xong, được chưa? Đó. Dòng này mình thấy là đa số vẫn được sử dụng phổ biến đến thời điểm hiện tại các bạn nhé. Dòng máy in này đấy. Sau đó sau khi làm xong thì các bạn có thể cho một ít, đây là cái tem chống vỡ các bạn nhé, tem chống vỡ cho vào một tí để các bạn tem chống vỡ các bạn có thể cho vào đằng sau máy các bạn nhé. Đây ví dụ như ở đằng sau máy in này, đây là tem chống vỡ các bạn nhé, là nó có thể rách được ấy. Đây tem chống vỡ cho vào bên sau cái ốc này đấy. Tem chống vỡ là người ta gọi là tem đề can đấy. Đấy, cái này các bạn có thể dán vào ốc được chưa. Ok. Đấy, như này chúng ta đã khắc phục xong các bạn nhá. Tình trạng bị đá dẫn. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thử lại này. Đó. Đấy. Bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ thử in một tờ các bạn nhá, lệnh nhá. Bây giờ mình cho nhiều tờ vào này. Đó. Cho nhiều tờ giấy vào như này. Bây giờ mình sẽ in 2 bản đấy nhá các bạn nhá. In 2 bản. Xem còn bị tình trạng như vậy không các bạn. Đây, tạch. Các bạn thấy chưa? Không đá giấy. Tạch. Đấy các bạn thấy chưa? Tạch xong một tờ là nó phải dừng, khi mà tờ này hết lên hết thì nó mới tạch tờ thứ hai, tờ thứ ba, tờ thứ tư, nó cứ tiếp tục như thế mãi các bạn. Đó là cái khắc phục cái tình trạng mà bị lỗi cái cảm biến đá giấy các bạn nhá. Đấy, hoặc là lỗi cảm biến đá giấy thì sinh ra, thứ nhất là sinh ra kẹt là nhiều này, và thứ hai cũng sinh ra bản in không có chữ các bạn nhá. Đấy, cái thời điểm mà cái giấy lên mà nó không đúng ấy thì nó cũng không, sẽ không có chữ các bạn. Đấy, đây là những cái vấn đề mà mình chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem cái nội dung video và chúc các bạn thành công các bạn nhé. Đấy, các bạn bạn nào mà không biết thì các bạn không có thể là các bạn sẽ không tự ý các bạn làm các bạn nhé, bởi vì là cái này ấy, các bạn nếu mà bạn nào biết thì các bạn có thể là làm theo và các bạn sẽ khắc phục thành công. Cái nào khó quá thì các bạn có thể đi thuê, còn cái nào các bạn cảm thấy dễ thì các bạn làm các bạn nhé. Đó, để đỡ các bạn bị mất công, mất sức, mất của các bạn nhé. Nhiều lúc các bạn tháo ra tháo vào ấy, các bạn không để ý ấy, các bạn có thể làm hỏng hóc hoặc là những cái con ốc các bạn không chú ý ấy. Đấy, các bạn có thể lắp sai hoặc là thậm chí là nhiều trường hợp ấy, các bạn vặn vào không đúng ấy thì nó sẽ dẫn đến tình trạng bị lỗi các bạn. Đó là cái video mình chia sẻ với các bạn. Rồi, ok các bạn, chào các bạn và chúc các bạn thành công các bạn nhé.